Hạ Nữ Phu ca ca, xin hãy giúp ta. Có gì để ta giúp cô nữa nào? Cô nên biết, ở chỗ ta, chuyện gì cũng phải lấy thứ quý giá nhất ra để trao đổi. Long tộc đã bị giết sạch từ lâu, huyết mạch còn lại cũng tứ tán. Cặp sừng rồng này chắc là cặp duy nhất trên đời rồi. Đủ quý chứ? Nói đi, cô muốn gì? Ta muốn luyện được thần công tuyệt thế, giết hết môn phái Hoa Nam kia. Đã xảy ra chuyện gì? Môn phái của con người đó đã giết hết tộc người cá bọn ta. Tộc người cá của ta sắp bị giết sạch rồi. Cuối cùng vẫn thành sự thật rồi. Từng có người để lại lời tiên đoán rằng tộc cừ cá sẽ tuyệt diệt, không ngờ lại có ngày thành sự thật. Cô muốn trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ có gì khó đâu. Tộc cừ cá của cô vốn có thiên phú trong việc luyện võ, con người khắp thiên hạ này đều không ai bị được. Người khác luyện 10 năm khéo còn chẳng bằng cô luyện một ngày. Thật sao? Thiên đạo đúng là mỉa mai. Vậy hãy để đám người phái Hoa Nam sống thêm vài ngày đi. Cô cầm lấy đi. Thù hận hôm nay, ngày sau ác báo. Phải Hoa Nam, tộc cừ cá ta đã bị các người giết hết. Cứ chờ ngươi cơ ta giết hết môn phái các ngươi đi. Nếu trong các đệ tử Cung Phu Nhai có người mang căn cốt kỳ tài luyện được 9 tầng tuyệt học của ta, thì ác sẽ vô địch giang hồ. Năm xưa có kẻ phụ tình ta, sau khi ta thành lập Cung Phu Nhai, sáng tạo ra 9 tầng tuyệt học, thì giết hết những kẻ phụ lòng trong thiên hạ. Lão tổ Cung Phu Nhai ông Hoa thường viết. Hôm đó đáng ta phải giết chết yêu nghiệt ngươi. Giết chết ta, chỉ tiếc hôm nay là ngày ta giết hết cả phái Hoa Nam. Tiểu ca ca, ta từng cứu mạng huynh,
mà nay Quỳnh đâm ta một nhát. Tiểu Quỳnh đã quên ta, nhưng rốt cuộc vẫn là lấy quán trả ơn.